Bà Chu Hoa Dên, bây giờ bà chính thức bị bắt vì tội đã âm mưu giết người của tên là Ly Thê Bùng. Sao? Bắt giữ không lệnh hả? Có chứng cứ gì không? Anh có chứng cứ tôi âm mưu giết người hay không? Làm sao mà anh dám tới đây bắt tôi khi không có chứng cứ gì hết hả? Chứng cứ sao? Chứng cứ ở trong đây. Nè mẹ à, mẹ có muốn con xử lý Ly Thi Bung không? Được rồi, nếu như cô xử lý được nó thì tôi sẽ hỗ trợ cho cô. Sao hả? Bà nghe rồi chứ? Bà Chu Hoa Dên, mời bà đi theo tôi. Không phải, không phải tôi làm mà. Không phải mà, không phải. Không phải.